Theo như mình thấy thì tại thời điểm bây giờ Build PC là tương đối hợp lý. Nhiều lúc chỉ hơn 10 triệu thôi là chúng ta đã có thể sắm được một bộ PC rất là ngon lành rồi. Bởi vì bây giờ thì RAM và cũng như là ổ cứng giá tốt này, rồi thì card vừa nhét thêm vài chiến binh mới ra đời. Cho nên là các cái dòng card khác nó cũng có mức giá điều chỉnh tương đối là hợp lý. Chính vì vậy trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ PC có mức giá rất là tốt. Tên thì hơi khó đọc một tí, Gaming Essential 6, viết đoàn ngoằn như này này, đấy, kiểu đấy. Bộ PC này có mức giá chỉ khoảng 12 triệu đồng. Thế liệu nó có thể cân hầu hết những tựa game hiện tại hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Bộ case thì mình không để lên bàn bởi vì cái bàn này của bọn mình bé quá. Để cái màn hình đã. Bộ case này thì mình sẽ list lại một chút cho anh em tất cả thông tin về cấu hình nhá. Đầu tiên phải nói là đây là bộ cây PC Gaming Essential 6 mà mình mượn tại AnFat. Và bộ cây này với 12 triệu thì trước hết chúng ta sẽ được trang bị combo ASUS ROG Strix B360G Gaming cùng với Intel i3-9100F. Bộ combo này thì mình thấy rất là ổn kể cả từ main đến chip. Main ROG Strix của ASUS là một main được hoàn thiện cả về tính năng và cũng như là bên ngoài rất là đẹp. Chắc chắn là sẽ đảm bảo cho các bạn có thể chạy ngon con 9100F này và thậm chí là các dòng chip cao hơn của Intel, miễn là không ép sung. Và bản thân con chip i3-9100F này cũng có thông số rất là tốt, 4x4 luồng, nó ngon hơn hẳn so với đời 7 trở xuống. Và bộ combo này theo mình là rất hợp lý trong khoảng giá này nếu như anh em muốn có một hiệu năng tập trung về game chứ không phải là làm đa tác vụ. Cạc theo máy là Vega và chúng ta được trang bị ở đây là ASUS TUF GTX 1060 6GB Gaming. Mua lẻ thì con card này có giá khoảng 6 triệu, chiếm đến khoảng nửa tiền bộ case. Đây là một con card tiếp bước GTX 1060 rất là hợp lý. RAM của Gaming Essential 6 là Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 với bus là 2666. SSD là Galaxy GMLS 11 240GB. 240GB thì theo mình thấy là đủ để anh em có thể cài một số tựa game eSport kèm với lại Windows. Còn nếu các bạn mà chơi game offline nặng này, các bạn cóp nhiều game vào thì rõ ràng là chúng ta cần phải trang bị một cái ổ HDD khoảng 1TB tới 2TB thì mới đáp ứng được. Nhưng mà cơ bản là trong tầm giá này đã có sẵn SSD 240GB thì chúng ta cũng đã tương đối là yên tâm cho một cái hiệu năng ổn rồi. Bộ nguồn của chiếc máy này là Antec Atom 550W. Nguồn thì đến từ thương hiệu tốt, tổng công suất là 500W và để cân dàn này thì mình thấy là thừa sức. Thông số ghi bên cạnh thì đây là nguồn single rail với đường 12V có công suất lớn nên dễ dàng nâng cấp được CPU và GPU mạnh mẽ hơn. Vỏ cây là GameMax G527 Shine, là bóng bẩy ấy. Case có chất lượng rất là khá, nắp hông kính cường lực này, có giải LED RGB phía trước khá là đẹp. Giải LED này thì màu sắc rất là sáng và khá, nhưng mà về ký tự, phông chữ và độ đẹp của cái phông này thì mình để anh em tự đánh giá nhé. Case này chọn ATX nên rất là rộng rãi, cho phép dễ dàng nâng cấp linh kiện về sau. Ở mặt trên chúng ta có thể chơi được tản nhiệt nước RAT 240. Tổng số quạt có thể lắp được là 6 cái với kích thước là 12cm. Điểm thường gặp ở cây giá rẻ như thế này là chiều ngang hơi hẹp nên phần DJ có kích thước không lớn, nắp hông sẽ dễ bị phồng lên. Nói chung là tự DJ sẽ hơi khó đóng nắp hông này lại. Nhưng mà nhờ có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp của AnFat DJ thì mình nghĩ là cái case này anh em chỉ việc mua về thôi, khỏi phải lo nghĩ về cái việc là DJ, nó rất là ổn. Đấy là tất cả thông số mà các anh em cần phải quan tâm về bộ case này. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em thấy một số những hình ảnh và cũng như là con số về chơi game mà bọn mình đã có test được trong quá trình mà trải nghiệm bộ cây Gaming Essential 6 của AnFat. Tóm lại là để nhận xét bộ PC này thì mình thấy rằng nó rất phù hợp cho những anh em nào mà chỉ quan tâm đến vấn đề chơi game mà thôi. Bởi vì những anh em nào mà streaming này hoặc là sử dụng những phần mềm multimedia thì rõ ràng là 4x4 luồng có vẻ hơi ít một tí. Chúng ta có thể chọn những con chip của Ryzen để có một hiệu năng tốt hơn. Nhưng mà chip Ryzen thì xung đơn nhân rồi tối ưu về game thì lại không tốt như chip Intel. Cho nên là bộ này như mình đã nói rất là phù hợp cho chơi game. Các bạn nếu mà có quan tâm đến một số phần mềm về kiểu dựng video như là Adobe Premiere này thì QuickSync đấy nó sẽ tận dụng cái VGA onboard của con chip Intel thì con này không có. Cho nên là tóm lại là nó chỉ để chơi game là ngon nhất thôi. Vì vậy Gaming Essential 6 là một cái tên đặt khá là chính xác với bộ PC này. Và nếu như anh em có khoảng 12 triệu và muốn cho cái chất lượng chơi game là tuyệt vời nhất thì mời anh em chơi con này rất ngon. Còn các bạn có ý kiến gì khác hay không thì hãy comment bên dưới nhé. Còn video này hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.